tiếng lọc, thả tim, bắn tim kìa. Cảm ơn tiếng lọc nha. Giờ này không ngủ mà còn cào cào nữa. Hát không? Đợi đi em gì. Mà tiếng lọc giờ này đâu có hát được. Tiếng lọc giờ này là phải hờ ri hờ ni rồi. Honey. Tiếng lọc giờ này phải hờ ni. Mà anh nghĩ hai vợ chồng em cái gì không nói chứ lên 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 ký có là có rồi. Trời ơi sao anh cứ làm cái gì va chạm vào nỗi đau của em không anh ơi. Thì tình câu Hà ngày hôm qua cô Hà cũng nói nữa, cô Hà nói vợ chị này nó phải bơm bánh xe. Thiệt ngày hôm qua nên là đến đó là nạp nạp không tới nạp tới, không. Tới mà cuối giờ vẫn còn bị nạp nha. Cứ giờ quay ăn xong rồi mới về đó. Lộc đi, lúc đi thì anh là anh lái xe bao nhiêu cũng được, nhưng khi về là vậy thì buồn ngủ lắm anh ơi. Em có biết lái xe nhưng mà đường xa không bao giờ em lái, chồng lái không à. Em bằng lái của em đi chợ đó. Thôi mà nói nghe nè, bằng lái lụa chỉ đi chợ thôi, bằng lái lụa chỉ đi chợ với đưa con đi học bậy bạ thôi. Để kể cho anh nghe nha, đi quên Pháp lái xe là cho nó như là cướp vậy đó. Thì cái tay lái lụa của anh đều mà đi qua bển còn không dám, nói chung là hơi ngại đó, tại vì nó lái nó không có không có giống như bên thị sĩ, không có người thị sĩ lái là nó có cái abstand rõ kèn luôn á, là cái khoảng cách giữ khoảng cách là bao nhiêu, là có nhường có ấy này kia. Còn bển là mình đang chạy ở bên bên trái nó băng, bên phải nó băng mà nó khích gịch gì nè, kêu bằng nó chen á. Coi kỹ chạy cái em mà qua bên Pháp lái là thua rồi đó. Còn nó băng dữ lắm. Đi ở đâu nó cũng băng, giống như cái người mà ở trong đi ra đó là vậy? Phải chờ người ta rồi cứ băng đại luôn. Giật mình làm mình giật mình hoài luôn á. Nó chạy nó chen. Mình lái xe bên này quen rồi cái mình vừa bển mình thấy mình hờ. Bên đây nó có nhường nhịn, nó có như là có cái này nếp. Bên này nó thật obstacle là khoảng cách là bao nhiêu thì người ta lúc nào lái xe là cũng giữ khoảng cách đó, chứ mình muốn vô ra thì mình cũng còn cái khoảng cách để mà. Còn bên Pháp anh chen nói chung là ai mà chen lọt là vô à. Phải lấn, phải chen, phải làm giật mình giật mình hoài luôn á trời. Là bên dưới nó bên phải mình đi sang kìa đó sáu bảo bảo kìa, bảo bảo lớn đó. Hello xui, em mới nói gì tôi có nghe không xui. Em mà qua đó khá xui là em đi qua cái đôn là an toàn nha, không có bị xét, không có bị xét gì hết trơn, là không ai thấy em mấy làm thằng, gì mấy thằng đôn nó về nó ăn nó về nó nghỉ tối hết rồi. Xui đi nhậu cho xui. Hello Ngọc Bích Lan, trời cảm ơn em nha. Anh Tại Vương nói sao giống Cali vậy, của ta hú hú. Tới thị sĩ chưa, tới qua đón rồi anh ơi. Qua ranh giới tới Ba Sình rồi. Đây nó chạy sang rồi. Bây giờ có live stream, có live stream đi chơi lại cũng đỡ buồn ha Hiền ha. Dạ ngồi trên xe đỡ buồn ngủ đó anh. Hồi nãy từ bên nhà chị anh Bảo Bảo mà đi ra tới cái đón á là em ngủ một giấc rồi đó. Xong rồi tại vì lúc đó là không có internet là buồn ngủ lắm. Rồi qua son rồi mừng quá, quay về thị sĩ rồi có là gờ trên nên là về nhà la chi mà kéo cả nhà đi du lịch chung luôn. Hồi nãy bôn ủa sao xui tôi tên thu vậy trong xui cái cà lê kênh nè. Xui đi chơi, xui đi ăn nhậu chơi, xui nướng thịt chưa, trời nó em nói đi nướng thịt là bữa nay em hết ăn thịt nướng rồi nghe, nghỉ ăn rồi nha. Đủ rồi nghe. Đủ. Mến chào Bun, anh Bảo Bảo, chị mến chào Bun. Anh chào Bun Bun và về đêm vui vẻ nha em. Có livestream này vui, đi tới đâu cũng người ta, mọi người đều biết đi đâu chứ. Đi đâu bận gì ai cũng biết hết chứ. Nhưng mà vui mà, đúng không? Nắng quá mọi người ơi, chói mắt. Chưa có đi qua Pháp lần nào mà ai cũng biết là đi qua Pháp như thế nào, rồi ăn uống như thế nào.
review nha. Chào đến đến nhà của ông Xuôi bảo em á là hai bà rất là nhiệt tình nha. Đi qua bển là bao ăn bao ở bao ngủ bao đi chơi bao đi chợ luôn nha, bao đi chợ luôn anh Dũng. Món anh chị em mà ở Mỹ ở đâu cũng kìa, Việt Nam ở đâu khắp châu Âu qua bên nhà bảo là bao ăn bao ở bao ngủ bao đi chơi bao đi chợ luôn nha. Trời ơi là trời, mà chủ nhà không nghe tiếng mà mình cứ kêu ra hoài thì cũng nhưng cũng hơi nguy hiểm em Hiền. Dạ ố trời, chị Hằng thấy chưa, người ta em ốm ta like 8 cái like rồi bà Hằng mới vô, thiệt tình. Chị ba này kỳ thiệt à. Chị ba làm gì sáng giờ chị ba? À, chị Hu chị Hằng là chào các anh các chị và các bạn thân thương nha nha nha. Bên Pháp chạy xe yếu không khóc quá trời đó, thấy không, qua bển là thấy khóc luôn. Bảo thấy bảo con chen được mà anh bảo giỏi lắm, thì anh chạy xe anh lấn là hay lắm nha, người ta có kinh nghiệm không chen cũng lấn, kinh nghiệm bon chen. Còn hai chồng em ngồi dưới sao điện Phật không á, thằng ta lấy lụa lắm nha, bảo ta lấy lụa. Hằng ăn chơi một ngày vui vẻ nha, anh xã Phi Buôn chúc chị Hằng ăn chơi một ngày vui vẻ nha. Chị Hằng ơi, bên đây chị Hằng có like không? Chị Hằng ơi, hôm nay có đi ra vườn lụm trứng nữa không? Lạng lách hả? Dạ đúng rồi anh Dũng hả? Lạng mà lạng lách kiểu như bông chen á, chen 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 vô chứ không phải là lạng lách kiểu kia. Phải chen vậy mới lọt. Cũng như mình muốn sang bên bên trái mà muốn sang lên bên phải, mình phải coi có thằng bên phải có vượt lên mình không. Rồi người ta cậy sắp mặt luôn rồi kìa, thôi khỏi gũ luôn nha. Em chào các anh các con, giờ này lại thua má ơi. Hằng không chút nữa, chút nữa kênh Emily cũng like. Ok, 6 giờ mời cả nhà mình. 6 giờ là còn 4, còn 20, 23 phút nữa đúng không? 48 phút, 5 giờ 48. Là chị Emily cũng sống Pháp sẽ livestream, nếu cả nhà có dư táp rồi ủng hộ cho chị Emily dài táp nha mọi người. 17 phút nữa hả? 6 giờ nữa, chung là 6 giờ đó. 6 giờ giờ 17 giờ 48. Còn 12 phút nữa. Bên Pháp có nghe bấm kèn không anh Điều? Nghe nãy đám cưới đúng không? Nghe bấm kèn kiểu mà như đám cưới rồi bóp thôi, chứ bình thường cũng không có bóp, nhưng mà nó lấn thôi hả? Nó lấn thôi. Nó đụng đít thôi. Chứ không có bóp kèn. Hỏi anh Bảo kìa, dân Pháp. Hôm qua Bảo phải thắng gấp. Có thằng ở trong đường trong nó chột cái đầu ra đó nha. Lũ đầu ra, chị má ơi, má gọi con dân giờ con livestream mà con không bắt máy má nha má. Like hoài luôn khé. Trời, lâu lâu con có hỏi con được đi ra khỏi bếp đó má. Chứ bình thường con không biết con like gì luôn á. Dạ con cảm ơn cô Hà, cảm ơn các chị đã ghé qua đường like của có gì đâu đó đúng không? Có gì đâu đó. Bữa nay có gì gom đó. Đang tính hả? Đang tính like hả? Má like kiểu nào? Má like con dịch hát mình. Like hai người ha, một người. Má like kiểu nào? Mỹ Anh chị, Vita Hi cuối tuần vui vẻ nha em. Má ơi, má like kênh nào? Má like gì? Má like con dịch hay là má like một mình? Hay là má like hai người? Còn 10 phút nữa Mỹ Anh đổ lộn, 10 phút nữa Emily Cục Sống Pháp sẽ livestream nha mọi người. Một cái trái sầu riêng nó thơm mà. Còn trái sầu riêng nó thơm bát ngát trong xe luôn, nó thơm mà con trai anh á, mẹ ơi chuối quá. Trời biết sao chứ, cái trái đó là hồi nãy nó đã thơm, hơi thơm thơm rồi. Mà trong xe bây giờ nắng nóng á, giống như vú nó lên nha. Nắng nóng bây giờ nó, cái xe con bây giờ nó thơm mùi sầu riêng không luôn á. Cái này chắc ở để tuần lễ nó chưa hết mùi luôn á. Con coi phim tiếp nhé Hiền ơi. Dạ con cảm ơn cô.
coi phim đi cô ơi. Con chúc Hà coi phim vui vẻ nha. Nắng quá cả nhà ơi. Bữa nay em gì em đang thui rồi. Em kiếm cái nón mọi người, cái nón em đâu có cái nè. Nắng quá. Không thấy đường luôn. Cái gì? Hứa với cô Hà nay like cho Thương Tô lên hát. Chị like bằng con like con vịt hả má? Để con mở like cho. Nón chị xui 19 giờ mới like. À chị xui 19 giờ hả? Ô Emily cũng sống Pháp 19 giờ mới like nha. Chị con mở con vịt cho má nghe. Rồi má lên má làm gì má làm nha má. Cô Hà ơi chị mấy anh like cô Hà ơi. Anh Tiến Lộc, cảm ơn anh Tiến Lộc nha. Hôm qua không có đường đâu. Cảm ơn 17 cô chú anh chị em đã xem hiền nha. Hết đường bên rồi. Chị Hà thư giãn nhé, chúc chị luôn vui. Mà con like rồi ai mà vô má con. Má con like. Thì bây giờ con mở con dịch của nhà má đó. Cuộc Mỹ Anh cuộc sống Pháp đó. Má cứ lên má hát đi. Rồi chị Thương Thương lên con kéo. Cô Hà lên con kéo, mọi người lên con kéo. Giờ con đang trên đường, con đâu có lên, con đâu có leo lên được. Ở ngoài con không có hát được nhưng mà con leo lên được nha. Lộn, con không có hát được nhưng mà con leo lên được 8 thôi. Thì chừng sầu riêng bên anh mà đem vô công ty chắc bị chạy toán loạn quá anh Điều. Giờ để giờ đang bật ở bên Đức mua bận ok mua dầu thơm cho nhiều vô. Ơi vì vợ chồng anh chạy xe cho nên bớt buồn ngủ. Thấy vợ chồng chạy xe rất ngủ. Giờ cảm ơn anh nha. Cô Hà nói là bà bảo cảm ơn, chúc con cùng gia đình nhiều sức khỏe nha con. Mọi người ủng hộ con rồi, ai mà rảnh vô. Vậy chút xíu nữa đây, chút xíu con xuống like, con hiện nào con like cho má ăn mở nha. Nó ngồi trên thùng mắc cào với con đi. Hồi nãy định nói gì quên rồi. Định nói tới đâu quên rồi. Để kể mọi người nghe. Trời ơi, con mua chả lụa đòn có 5 đồng à. Mà con mua có 9 đòn có 44, 4 mấy đồng à. Mà anh đều tự nhiên anh thấy thầu kiên con kinh với thầu kiên cái 57 euro luôn. Mà bằng gấp mấy lần. Bằng con mua bạn con mua mười mấy hai chục đồng chả lụa luôn, bỏ vô xe bây giờ thúi đầy xe luôn, thơm đầy xe luôn. Bây giờ nó vốn chín luôn, bây giờ nó đang nóng á, thời tiết nó đang nóng, thầu kia nó thơm được luôn anh bà bảo. Bây giờ về chắc ăn được luôn anh bà bảo. Có cô ơi hiện like sáng giờ cô sao coi sao con like được. Má con kìa. Ok để chút xíu nó con xuống, còn tám xíu con xuống nha. Cả nhà ơi, bây giờ để em xin thông báo nha. Mỹ Anh cuộc sống Pháp sẽ like trong vòng bây giờ là 7 giờ 6 giờ 6 giờ phải không? 6 giờ 15 chị Mỹ Anh còn 15 phút nữa Mỹ Anh sẽ like nha. Còn bà Bảo sẽ vào 19 giờ like nha mọi người ơi. Cô chú anh chị em nhớ ghé qua nha. Em 18:15 chị Mỹ Anh sẽ like kênh chị Mỹ Anh cuộc sống Pháp. Mời cô Hà, mời chị Thương Thương và mời cả nhà các anh chị em mình ghé qua chơi với chị nha. Ca hát trò chuyện gì đó tâm sự mỏng dày đó. Rồi chị Emily cuộc sống Pháp sẽ like vào lúc 19 giờ đi ăn nướng thịt nướng nha. Ai thích gì xem đó nha. Chị Hằng bữa nay không có like. Tổng hợp các chất đầy mùi vị, dạ đầy mùi vị luôn, đầy mùi luôn á trời ơi. Bữa sao mà nó đói mắt quá trời luôn, nó nắng quá. Ok Mỹ Anh đâu, cái nó hàng kia giờ em kiếm cái nón, cái nón của anh mà, cái nón của em đâu rồi, trời ơi nó gớt cái này nè mọi người. Rồi thôi trả đi, trả nón em coi cái nón xịn sò của em. Nãy ngủ mà nó gớt nó không hay luôn. Rồi có nón là thấy đường rồi nè. Chị chào em gái yêu.
Dạ con cảm ơn cô cả nhà mình nha. Đưa rồi, mấy ba đưa rồi. Mấy ba có rồi nè. Con đổi hơn. Trên xe còn thiếu bánh chip ăn chơi. Dạ anh ơi, trong điều Trần anh chồng em ổng kỹ lắm. Ổng sợ con ảnh ăn đổ rác trên xe, cái mỗi lần mà mấy đứa nhỏ mà nó cầm đồ ăn lên, ê coi chừng đổ nha, lụm rác lên nha, chừng đổ rác, chừng đừng xả rác nha. Cho nên em đâu có dám mua mấy cái đó để trong xe đâu. Thiệt. Một là ăn ở ngoài trước khi lên xe, hai là xuống xe ăn, chứ không ăn trong xe của ảnh được. Nhiều khi em ăn mà em đổ còn rầy, em nói chuyện với mấy đứa nhỏ, xe ông còn bóng hơn vợ ông nữa đó. Đi làm về là chùi xe liền. Cô Hà ơi, ổng lên hỏi cô Hà đi, cô Hà chị mấy anh biết nè. Cô Hà, vợ có bao giờ được lao đâu, tối ngày đi làm về là cắm đầu lao xe mít à. Khi nào về tới nhà rồi mở lên là hèn. Dạ không, con mở bằng điện thoại được má. Má chuẩn bị sắm tuồng đi, trang điểm rồi lên sân khấu, má hồng môi đỏ rồi đi. Đánh bóng rồi kìa. Đánh má hồng môi son đánh rồi bóng đi nha. Anh xã Bi Buông ơi, chuẩn bị anh Dũng ơi, anh Tiến Lộc ơi, anh em Buôn ơi, chị Coco ơi, anh Bảo Bảo ơi. Chuẩn bị lát nữa, cô Hà ơi nữa. Lát nữa nhớ 15 phút nữa là ghé qua chị Minh cuộc sống Pháp nha. Đánh bóng tô son nha. Hiền qua bên Thụy Sĩ không có biển. Biển đó anh Điều, chứ cho tôi tụi nhỏ đi tắm biển. Xong xe đầy cát anh Điều. Ôi anh ơi, đáng kể cái vụ mà đầy cát cho anh nghe nha. Khi mà đi đến cái chỗ bãi đậu xe, thường thường cái bãi đậu xe có chỗ bãi đậu mà bằng đất, thì cái chỗ đó là ổng muốn cho con đi xuống. Một là anh xuống ở ngoài, hai là đứng đợi chạy ra chứ không có cho đi vô cái bãi đó nha. À, để em review ông chồng em cho mọi người nghe. Hello anh Thanh Hòa Music. Hello người đẹp, chúc buổi tối và cảm ơn Thanh Hòa nha. Cô Hà ơi, ngủ 15 phút đi cô, chuẩn bị hồi nó sắm tùng. Cô Hà ơi lên sân khấu cô Hà. Anh xã Bi Buông nó biết rồi. Ok chị Hằng nghe, chuẩn bị lát vô tặng bông cho má mình nha. Anh xã Thanh Hòa muốn xịt hello anh xã Bi Buông, chúc sức khỏe vui vẻ. Dạ em cảm ơn các anh các chị nha. Mình ngày nào cũng gặp nhau ở trên anh Lưu Đức Hòa. Cảm ơn anh Lưu Đức Hòa, giờ mới nhớ luôn á. Em anh Lưu Đức Hòa hát gì thế nói hả? Nó cắn cái plastic đó, nó chắc là sắp cho miệng. Đâu mẹ coi coi. Không có. Trời nó xạo thấy sợ hết hồn luôn. Không có papa. Không có, anh được cái bọc nhé. Ngọc Bích cô, ngồi cô nói là Ngọc Bích Lan. Cảm ơn con, chúc con buổi tối an lành cùng gia đình, sức khỏe, niềm vui cuối tuần vui vẻ nhé con. Anh Lưu Đức Hòa nè. Thanh Hòa muốn xịt là Lưu Đức Hòa. Em nhớ anh Lưu Đức Hòa nè. Thanh Hòa thì nãy em đang phân vân không biết Thanh Hòa là ai đó đấy. Anh Hòa Texas không? Không, anh Lưu Đức Hòa. Anh Đức Hòa nói là anh sẽ buông là Lưu Đức Hòa. Về đêm vui vẻ nha em. Anh Lưu Đức Hòa xin chào cô Hà, chúc sức khỏe cuối tuần vui vẻ. Mèn ơi, nhóc nhỏ nói dễ thương quá. Dạ em cảm ơn anh. Bà bảo nó gần tới nhà chưa chị xui? Dạ còn bao nhiêu phút nữa anh? Còn 15 phút nữa. 15 phút nữa em hạ cánh an toàn nha quý vị. Con trai anh Điều nói chuyện thấy thư thấy cưng quá. Không hay khen vợ ông Điều nói chuyện hết trơn. Nên gì đó comment quá trời. Cô Hà nói Thanh Hòa cảm ơn con nhiều, chúc con vui vẻ cuối tuần gặp nhiều may mắn nhé, vui khỏe chứ không phải vui vẻ. Ngọc Bánh Lan hô hô anh Lưu Đức Hòa chúc sức khỏe người ta. Hello anh Rong Đông Tăng. Anh Dũng nói thiệt chứ anh cả năm trời quen anh mà em chưa biết đọc tên chữ Rong Đông. Đọc không được, không hiểu sao thấy cái đó đến được bị đứng hình à.
Anh Hà là cho anh gửi lời thăm hỏi tất cả những người chung quanh em nhé. Dạ, chung quanh em có chồng em và các con em. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Không có ai hết trơn á. Chị Hằng ăn chơi là chào chị Thanh Hòa, đâu phải đâu, anh Lưu Đức Hòa. Lưu Đức Hòa chào lộn rồi chị Hằng ơi. Anh Dũng cười kìa. Cô Hà ơi, cô Hà nghỉ ngơi đi 15 phút nữa cô Hà sắm tường nha cô Hà ơi. Nói gì ta? Nói gì giờ? Mọi người comment đi cho em đọc. Anh Thanh Hòa, anh Lưu Đức Hòa nói là hello Hằng ăn chơi, chúc sức khỏe, cuối tuần vui vẻ nha. Em chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ. Hiền ơi, cô cứ từ từ đợi mấy anh rửa rau nấu canh ăn cho mát rồi cô mới lên hát. Má ơi má, bây giờ má sắm tuồng, má rửa rau gì thì rửa đi má, để cho ngồi nữa hát cho nó trôi chảy, không có bị gián đoạn nghe má. Chứ đừng hát cho má nói cho âm cho xin mỹ anh xin đi 5 phút. Cái 5 phút là mất công á, giờ rảnh làm đi má. Cong cái lưỡi lên đánh lưỡi brand đông tăng đây nè. Người miền Tây đánh lưỡi được nha, brand nha, brand tăng. Brand đông tăng. Khó không? Cổ qua Đình Dũng ơi. Không mà đọc được mà, nhưng mà phải tự nhiên cái tới đó thì bị đứng hình cho nên là không ai đọc được. Brand đông tăng đúng không? Không, tiếng Anh của Hiền nó ngộ lắm. Tính kêu tiếng tông tăng nha. Tiếng tông tăng. Cong cái lưỡi lên đánh cái lưỡi bờ ren lên, bờ ren đông tăng. Ôi anh Đức. Gì? Ôi anh DB. Anh Lưu Đức Hòa là sao? Chữ DB là gì chị Hằng? Em không biết đọc viết tắt không biết nha. Đi về á. Gửi lời thăm tất cả những người thị sĩ nhé. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh Lưu Đức Hòa. Thay mặt toàn thể những người thị sĩ gửi lời cảm ơn anh. Chị Hằng là Baratella Montan. Ôi trời ơi tiếng Nghĩa. Không, chị Hằng quá phiên dịch cho là em đọc được đó. Anh Dũng với Hằng phiên dịch cho em đọc được là Baratella Montan. Anh Thái vô trộm cào chưa? Chưa thấy anh Thái nè, anh Thái vô trễ nè, phạt này. Hôm qua chắc thức khuya đó. Coi chừng cái lưỡi bị lẹo đó nghe em. Bị rồi anh ơi, bị rồi. Bị chẹo lưỡi. Diễn viên à, diễn viên, ok. Trời đất ơi, anh Dũng thông minh quá. Nhiều khi đọc nhiều quá rồi không biết nó đi về đâu đó mọi người. Xin lỗi nha, em viết sao đọc vậy. Đôi khi viết tắt con đâu có hiểu hết đâu. Học tiếng Anh thật gì Hằng đọc tiếng Miên hả? Chị Hằng phiên dịch ra từ tiếng Anh sang tiếng Miên luôn. Dạ dạ. Ngọc Bích Lan nói là cái gì mà bò ra. Ngọc Bích Lan hỏi anh Dũng cái gì mà bò ra kìa. Bò ra. Ngày hôm qua nói là heo mà nái đi rồi có là dịch là heo và nái đi đó. Tiếng Anh của miền á. Còn 10 phút nữa nha cả nhà, 10 phút nữa Mỹ Anh solo guitar sẽ sắm tuồng xong leo lên nha. Dạ con sẽ bây giờ còn sẽ 5 phút nữa em mình xuống đấy để làm cái live mới cho Mỹ Anh solo guitar nha mọi người. Thư ký đi chơi chứ thư ký không có quên nhiệm vụ ha. Thấy thư ký giỏi không? Cái cuộc hành trình đi qua Pháp gì? Bây giờ cuộc hành trình đi Pháp gì thì sẽ sắp sửa tới nhà rồi. Nhờ mà nó nghe nè, nhờ cái vụ mà em lấy livestream này nè nè. Ơi. Thấy rồi. Nhờ cái vụ livestream này nè mà đi á, quên giờ giấc á, nghĩa là ngồi không có bị chán á, mau tới nhà. Tới nhà nào không hay á mọi người. 16 anh chị em luôn nè. À,
thông báo ha, cả sẵn cho em quảng cáo luôn nha. 16 cô chú chị em ơi, em 5 phút xe xuống nha. Em mời cô chú anh chị em sang nhà Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp nha. Bên đó chị Mỹ Anh phục vụ văn nghệ mọi người với lại có cô Hà nữa. Sau đó là 19 giờ là có đường like của chị Mỹ Anh lộn Emily Cuộc Sống Pháp nha, dắt mọi người đi nướng thịt. Chị xui của em mọi người nhớ ủng hộ nha. Còn ai nữa thì nói em quảng cáo luôn nha. Lá lành đùm lá rách nha. Lá rách đùm lá tả tơi. Cái gì? Khung trời đẹp quá. Dạ cảm ơn anh. Mới ở Pháp đây giờ về Thiện Sĩ rồi. Đâu quanh anh đi ba nước rồi đó anh. Đi ba nước Pháp Đức rồi. Hôm qua em đi Pháp rồi em đi qua Đức. Em ăn cà rem đó nhớ không? Nhưng mà cà rem chỗ mà anh Hùng Vũ anh ăn á, đóng cửa. Nhưng mà đóng cửa nhưng mà ăn chỗ khác. Viết nó cứ hiện ra chữ khác tại vì nó bàn phím nó tự động đó chị. Anh xã Vi Buông giờ em còn trùm mền cho anh Dũng. Hàng chỉ giờ tối hôm qua ở bên chủ trực mà đúng không? Hãy nói nghe nè. Thứ bảy. Sắp sửa bước qua chủ nhật rồi. Bên bên thứ bên bảy, bên thứ bảy. Ủa nó nghe là thứ bảy mà bữa nay được cào sao anh Dũng? Dũng ơi, thứ bảy nay sẽ được cào vậy? Thằng thường đi đổ xăng nào mới được cào mà như chân hãng mới được cào sao ở nhà trên giường mà cũng còn được cào vậy ta, nay giỏi vậy ta. Cái này có tiếng bột nha. Anh Dũng cũng còn nằm, anh cũng còn nằm nè. Anh sẽ bị buông động gì một thân một mình là giờ này còn nằm là chuyện bình thường. Mà anh Dũng giờ này còn trên giường cào là hơi lạ đó. Đêm qua chờ Hằng vô live, chờ Hằng vô live bé Hiền mà không thấy. Đó bởi vậy em út nó vậy đó chị, em nghe chị em ruột của em vậy đó chị anh. Lúc đó Hằng bận á, anh Dũng biết Hằng bận gì không? Mẹ không nói đâu. Mèn đét ơi thứ bảy mà em dạ. Kì ghê chị Hằng vô cào rồi thứ bảy kìa. Mến chào mà vợ chồng đi chơi rồi. Ủa buồn biết luôn hả? Hay quá bà, buồn hay quá. Chị nắm bắt tình hình chậm hơn buồn nó mọi thứ luôn á buồn. Ok, bây giờ em xin phép xuống like này ha. Em mời tất cả cô chú, anh chị em chuyển sang like của kênh Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp giúp em nha. Bên đó thì có chị Mỹ Anh phục vụ văn nghệ cho cả nhà với lại cô Hà nữa nè, với lại các anh chị em quen thuộc của mình nha. Để em xuống em làm cái like nha, chuẩn bị sắm cho ca sĩ sắm tuồng nha mọi người. Dựng sân khấu em xuống em dựng sân khấu rồi mời cả nhà chuyển Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp nha. 19 giờ thì Emily Cuộc Sống Pháp. Trời bên đây Pháp rần rần luôn á. Trời vẫn còn mấy người xem nữa kìa, làm sao xuống đành đoạn trời. Hôm nay mà em bận anh Dũng ơi, hôm nay thứ bảy mà Hằng bận. Ok em thì cảm ơn cô Hà, cảm ơn cô Hà, cảm ơn tất cả các anh chị em đã xem. Ủng hộ đừng like cho có gì nấu nói nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ hẹn gặp lại cả nhà tập tiếp theo là Mỹ Anh Cuộc Sống Pháp. Kế tiếp nữa là Emily Cuộc Sống Pháp nha. Đây mọi người em xuống thiệt đó. Đi làm thời ký nha.